những thông tin sự kiện nóng nổi bật diễn ra trong ngày trên cả nước thế giới tất cả sẽ được CTV B1 chuyển tải cô động trong bản tin lúc 21 giờ mời quý khán giả cùng lắng nghe Dư Thảo, Thúy Vi, mến chào quý tín giả đến với bản tin tối 21 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh đang phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Quý thính giả thân mến, bản tin tối hàng ngày trên sóng FM tần số 103.1 MHz bắt đầu từ lúc 21 giờ với những thông tin trong tỉnh, trong nước và thế giới đáng chú ý. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi từ quý tín giả. Mở đầu bản tin mời quý tín giả đến với những thông tin trong tỉnh. Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 11, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng dân dân tỉnh chủ trì buổi thẩm tra các nội dung trên kỳ họp thứ 16 hội đồng dân dân tỉnh khóa 10 của ban văn hóa xã hội. Tham gia buổi thẩm tra có bà Nguyễn Đại Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng dân dân tỉnh tại buổi làm việc, các thành viên Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã thẩm tra các nội dung điển hình như nghị quyết về chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nghị quyết sửa đổi bổ sung khoảng 2 điều một của nghị quyết số 24 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng, xã Phường Thị Trấn và nhà văn hóa ấp, nhà văn hóa liên ấp, nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nghị quyết quy định chính sách thu hút và hỗ trợ đối với giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025-2030. Tại buổi thẩm tra, các thành viên ban văn hóa xã hội đã thảo luận với nhiều ý kiến góp ý đối với các dự thảo kỳ quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt về chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong thực hiện tìm kiếm xác định liệt sĩ, chưa có thông tin để tri ân các anh hùng liệt sĩ, tuyên truyền đến thân nhân gia đình các liệt sĩ, chưa xác định danh tính, tham gia cung cấp thông tin, phục vụ công tác xây dựng kho dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ, để chuẩn bị tốt nhất cho việc xác định danh tính liệt sĩ khi có mẫu hài cốt liệt sĩ thu thập được đối với sở lao động thương binh và xã hội cần cung cấp thông tin liệt sĩ đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng của liệt sĩ trên địa bàn tỉnh phối hợp với công an tỉnh hướng dẫn triển khai quy trình thực hiện khảo sát thông tin liệt sĩ và thân nhân để triển khai thu thập mẫu adn cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an ban hành trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ thống nhất đúng quy định của pháp luật Ngày 25 tháng 11, Bí thư Thị ủy Hòa Thành Trần Văn Khải trao quy hiệu 40 và 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên thuộc đảng bộ phường Long Hoa. Quy hiệu 40 năm tuổi đảng được trao cho đảng viên Phạm Hồng Sơn, sinh năm 1958, kết nạp đảng ngày 11 tháng 8 năm 1984, sinh hoạt tại chi bộ khu phố 4. Trần Văn Phen, sinh năm 1960, kết nạp đảng ngày 11 tháng 9 năm 1984, sinh hoạt tại chi bộ khu phố 2. Huy hiệu 30 năm tuổi đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Bình Dũng, sinh năm 1955, kết đạp đảng ngày 9 tháng 7 năm 1994, sinh hoạt tại chi bộ khu phố 2. Trần Phụng Kiều, sinh năm 1966, kết đạp đảng ngày 5 tháng 8 năm 1994, sinh hoạt tại chi bộ khu phố 3 thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn đề nghị sở y tế chủ trì phối hợp cùng các sở ban ngành địa phương trong tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh sởi chủ động kiểm soát ngăn ngừa bệnh sởi lây lan bùng phát trên diện rộng theo đó ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị sở y tế hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sởi các chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi và công tác giám sát phát hiện sớm xử lý triệt để các ổ dịch tổ chức tốt việc thu chung điều trị bệnh nhân để bảo vệ sức khỏe tính mạng của người bệnh khẩn trương tổ chức tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ bùng phát bệnh sởi hoặc nơi có tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh sởi thấp, không bỏ sót các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ vaccine sởi, bảo đảm hậu cần, thuốc, thiết bị vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống bệnh sởi, đảm bảo vaccine khi công bố dịch sởi, thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh. Sau 5 tuần diễn ra, Cuộc thi toàn quốc tìm hiểu nội dung cuốn sách, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thu hút hơn 400.000 người đăng ký dự thi. Sáng nay, lễ trao giải cuộc thi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại nhà hát lớn Hà Nội. Trong năm tuần diễn ra, cuộc thi đã ghi nhận tổng số lượt thi đạt trên 1,3 triệu. Nhiều cơ quan tổ chức và địa phương đã hưởng ứng cuộc thi từ sớm và có số lượng thí sinh tham gia đông đảo như Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Điện Biên. Đáng chú ý, thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt giải là một học sinh lớp 12 đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại lễ trao giải sáng nay, ban tổ chức đã vinh danh 95 cá nhân xuất sắc, trong đó có 50 giải khuyến khích, 25 giải ba, 15 giải nhì và 5 giải nhất. Thưa quý vị, đối mặt với định kiến xã hội và tìm kiếm việc làm đối với người làm lỗi không hề đơn giản. Do đó, sự trọng chiên khích lệ quan tâm của chính quyền cùng những chính sách nhân văn của đảng và nhà nước chính là trọng lực để những người lầm lỗi dương lên làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho xã hội bên cạnh những người có suy nghĩ tích cực vượt qua mặc cảm chuyên tâm làm ăn dễ dàng hòa nhập khi về với cộng đồng thì vẫn còn nhiều người sau khi chấp hành xong án phạt trở về địa phương phải đối mặt với nhiều rào cản trở ngại chính vì vậy sự trồng chiên thăm hỏi cần củi của chính quyền địa phương cộng đồng và gia đình là vô cùng cần thiết trung tá nguyễn văn sĩ trưởng công an xã thành đức huyện coi châu cho biết những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương ta rất là mặc cảm tự ti ta không muốn tiếp xúc những ai đối với tư tưởng của người dân của mình khi thấy người này cũng ngán ngại cũng ít có tiếp xúc nên ta cũng rất vào mặc cảm dần 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 tới từ đó sau đó người sẽ dẫn đến là cái tái phạm và vi phạm pháp luật khi làm công tác này phải có cái tâm luôn lắng nghe và tạo mối quan hệ gần gũi với họ và tạo điều kiện giúp đỡ họ để sớm tái hòa nhập cộng đồng trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng kiến tạo cuộc sống mới của những người lầm lỡ càng vững dàng hơn nhờ có sự đồng hành tiếp sức của quyết định số 22-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tính dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, một chính sách mang tính nhân văn. Anh NTA ở xã Thành Đức, huyện Cờ Châu, chia sẻ. Tôi mới về là tôi chấp hành đây, tôi về đây, rồi cán bộ kêu tôi ra trình diện, ở xã rồi có được nhà nước quan tâm hỗ trợ đến tôi tôi thấy cái tôi thấy đó là điều có rất tôi rất mình là để cho con đường tôi tiếp tục sau này để tôi hoàn lương hòa nhập với uh, cộng đồng chứ tôi không có thấy của mình là mặc cảm gì tại vì nhà nước quan tâm tôi quá về cũng hỗ trợ cũng cho gia vốn làm ăn thì mình phải làm tốt hơn nữa giúp đỡ cho tôi gia vốn được uh, 3 triệu để tôi mua bao cái đầu ngày đó bây giờ tôi có cái cơ ngay cơ sở vậy nè hàng tháng thu nhập được uh, 30 triệu anh TCT ở xã Phước Trạch huyện Cờ Châu cho hay và 10 tháng 4 2022 tôi uh, được uh, thả về địa phương mấy cán bộ xã Phước Trạch đó uh, có giúp đỡ tâm tư giọng, vọng đầu tiên hỏi thăm vận uh, động uh, tôi uh, làm ăn dài 30 triệu uh, có ngàn chính sách uh, mình mua xe nước bí, uh, mua tủ bán cơm mình mua tủ lạnh TV để dành gắn cho khách hàng coi chứ mở rộng ra là mình mua ghế giờ hiện tại cuộc sống gia đình nó cảm thấy yên ổn và hạnh phúc mua bán khách hàng cũng đông trong 9 tháng đầu năm 2024, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh đã cho dài được 116 trường hợp với tổng số tiền là 8.543 triệu đồng. Đối với huyện Cờ Chầu, thời gian qua đã cho 19 trường hợp dài với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Thượng tá Trần Giang Sinh, Phó trưởng Công an huyện Cò Châu cho biết. Trong thời gian tới thì phía Công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, ủy ban có văn bản chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân cấp xã thực hiện tốt cái công tác tiếp nhận quản lý giáo dục giúp đỡ người trong hành tù. Trong đó lực lượng công an cấp xã sẽ tham mưu trực tiếp cho ủy ban nhân xã thực hiện tốt cái thông tư số 10 của Bộ Công an quy định rất là chi tiết, rất là cụ thể cho lực lượng công an sẽ thực hiện. Đây là nhiệm vụ trọng tâm là của công an cấp xã. Khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù thì sẽ có tham mưu cho ủy ban của xã đề xuất cho phân công cho các tổ chức cá nhân giám sát giáo dục giúp đỡ người chấp hành án phạt tù. Rất cần sự trồng hành trồng chiên từ nhiều phía để hành trình quay về nẻo thiện của những người làm lỗi thêm niềm tin và hướng đến mục đích kéo giảm tình hình tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Liên quan đến xung đột tại Trung Đông, Hôm qua, Israel đã tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào thủ đô Beirut của Liban, cũng như khu vực ngoại ô phía nam thành phố. Trong khi đó, Israel cũng ghi nhận lực lượng Hezbollah đã phóng tới 250 tên lửa và rocket vào lãnh thổ nước này. Thông báo của quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích các trung tâm chỉ huy của Hezbollah tại khu ngoại ô phía nam thủ đô Liban. Truyền hình địa phương đưa tin đã ghi nhận tới 12 vụ không kích chỉ trong vòng nửa giờ. Trong khi đó, thì lực lượng Hezbollah tuyên bố đã tiêu diệt 6 xe tăng Israel ở khu vực miền nam Liban, đồng thời tiến hành nhiệm vụ tấn công vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel cho biết đã có khoảng 250 tên lửa và đạn pháo bắn vào lãnh thổ nước này. Các công ty truyền thông xã hội sẽ buộc phải hủy dữ liệu cá nhân người dùng sau khi sử dụng thông tin này để xác minh độ tuổi. Thông báo này được Thủ tướng Australia đưa ra sáng 25 tháng 11 trong bối cảnh Canberra lên kế hoạch cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết chính phủ sẽ đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt về quyền riêng tư để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng mạng xã hội, bao gồm cả nghĩa vụ hủy thông tin được người dùng cung cấp sau khi đã xác minh độ tuổi. Trong bối cảnh xung đột vẫn chưa có hồi kết tại giải Gaza, thì mùa đông đang đến gần hiện là mối lo ngại lớn với người dân nơi đây, khi phần lớn đã phải rời bỏ nhà cửa để lánh đạn và sinh sống tạm bợ trong những khu láng trại vốn dĩ đã thiếu thốn đủ thứ. Dự báo nhiệt độ ban đêm ở Gaza trong mùa đông này có thể giảm xuống 6 độ C. Để ứng phó mùa đông đang tới, nhiều người Palestine đang tìm cách dựng nhà tạm bằng nguyên liệu còn sót lại từ những coi nhà bị hư hại cho xung đột. Những người khác cũng nỗ lực chuẩn bị sẵn nơi trú tránh với nguồn lực vô cùng hạn chế. Dù nhiệt độ chưa từng xuống dưới không, song độ ẩm vào ban đêm vẫn thấm vào quần áo, gây cảm giác khó chịu, đặc biệt trong điều kiện sống bấp bênh như hiện tại đối với đa phần người dân tại Gaza. Ngày 25 tháng 11, dòng đàm phán quốc tế cuối cùng về một thỏa thuận mang tính ràng buộc liên quan tới quy định về ô nhiễm nhựa diễn ra tại thành phố Busan của Hàn Quốc. Vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là liệu các quốc gia có thể đạt được một thỏa thuận hay không trong bối cảnh các bên vẫn bất đồng sâu sắc về một cách tiếp cận khả thi diễn ra tại Busan từ ngày 25 tháng 11 đến 1 tháng 12, dòng đàm phán thứ năm và cũng là dòng đàm phán cuối cùng của Ủy ban đàm phán Liên Chính phủ về ô nhiễm nhựa với sự tham dự của các phái đoàn từ 175 quốc gia. Sự kiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận quốc tế với cả những kỳ vọng dòng đàm phán lần này tại Busan sẽ nỗ lực thúc đẩy các bên đạt được một thỏa thuận chung. Tuy nhiên, cơ hội này khá nhỏ khi bất động giữa các nước rất khó để thu hẹp. Trong khi nhiều quốc gia kêu gọi hạn chế sản xuất nhựa, một số nước khác lại cho rằng cần tập trung vào quản lý rác thải nhựa và thúc đẩy tái chế. Quý thân giả thân mến, phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Chương trình do biên tập viên Thanh Bình, các phát thanh viên Thuy Vi và Di Thảo, kỹ thuật viên Tuyết Vân thực hiện. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.